Chào mừng các em đến kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dặn các em làm buổi bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối chiếc khấu của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng thì Liêm đã căng khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập bài số 12 với số đo đại lượng dưới dạng số phân tích số 2 trang 44, 45. Trước mình sẽ làm câu số 1 với số kết hợp và chỗ chấm nha. Và bây giờ mình sẽ đổi 2 mét qua decimet. Như các em nhớ đổi từ mét vuông qua decimet vuông thì các em sẽ nhân cho 100. 2 nhân 100 là 200, như là 200 decimet vuông. Tương tự đổi từ decimet vuông qua cm vuông các em cũng nhân 100. 4 nhân 100 là 400, 400 cm vuông. Đổi từ cm vuông qua mm vuông các em cũng nhân cho 100. Như vậy sẽ bằng 300, 3 nhân 100 là 300. 300 mm vuông, được không? Tiếp theo là 1 mét vuông 5 decimet vuông đổi qua decimet vuông. Như 1 mét vuông thì bằng 100 decimet vuông. 100 cộng 5 là 105. Chỗ này các em điền là 105 decimet vuông. Năm decimet vuông 25 cm vuông đổi qua cm vuông. Như các em nhớ đổi từ decimet vuông qua cm vuông các em nhân cho 100. 5 nhân 100 là 500. 500 cộng 25 là 525 cm vuông. Tiếp theo là 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông nha. Chỗ này các em viết số 10.000. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo là câu số 2 với số hợp phân kết hợp và chỗ chấm. 6 mét vuông và 45 decimet vuông mình sẽ đổi qua mét vuông. Thầy sẽ tính nhắc như này. Giờ như là 6 mét vuông và 45 decimet vuông các em đổi qua mét vuông. Nhưng mà sẽ chuyển về hộp số trước. Như số 6 các em giữ nguyên vẫn là số 6 nha. Còn decimet vuông đổi qua mét vuông thì các em chia cho 100. Như vậy 45 chia 100 là 45 phần 100. Số 6 các em biết lại. 45 phần 100, mẫu số là 100. Chuyển từ phân số hợp phân về số hợp phân thì mẫu số là 100 có hai số 0, chuyển về số hợp phân có sau dấu phẩy có hai chữ số 45 đứng cuối cùng, có nghĩa là 6,45. Đúng này. 45 phần 100 chính là 0,45. 6 cộng cho 0,45 là 6,45 nha. Chỗ này các em điền là 6,45. Tiếp theo là 10 mét vuông và 6 decimet vuông. 10 mét vuông và 6 decimet vuông các em sẽ đổi qua mét vuông luôn. Như vậy số 10 các em biết là 6 decimet vuông đổi qua mét vuông các em chia cho 100, như là 6 phần 100. Số 10 viết lại. 6 phần 100 chính là 0,06. 10 cộng 0,06 là 10,06, đúng không? Như kết quả đây là 10,06. Tiếp theo là 215 decimet vuông đổi qua mét vuông. Đổi qua decimet vuông đổi qua mét vuông thì kem chia cho 100, đúng không? Như vậy là 215 phần 100. Các em lấy 215 chia cho 100 sẽ được là 2 và dư 15. Như là 2 và 15 phần 100, đúng không? Số 2 các em biết lại nha. 15 phần 100, mẫu số là 100, sau dấu phẩy có hai chữ số và 15 đứng cuối cùng cũng như là 2,15. Chỗ này các em điền là 2,15. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Hoặc là chỗ này các em lấy số này chia cho 100. Thì một số mà chia 100 chuyển về số phân sau dấu phẩy hai chữ số thì các em đếm từ phải qua trái hai chữ số các em đánh dấu phẩy là 2,15 đi, đúng không? Giờ tiếp theo là 1 mét vuông 65 cm vuông.
các em sẽ chuyển về mét vuông. Giờ như số 1 mét vuông viết lại. Đổi từ sân mét vuông qua mét vuông, các em chia cho 10 người như 65 phần 10. Số 1 viết lại nha. Như là mẫu số là 10.000 chuyển về số hợp phân sau dấu phẩy có 4 chữ số, số 65 đứng cuối cùng. Sau dấu phẩy có 4 chữ số và 65 đứng cuối cùng. Đúng. Thì chỗ này các em thêm 2 chữ số 0 nữa, cho đủ 4 chữ số 0 phần hợp phân là được nha. Như kết quả là 1,0065. Đúng rồi. Giờ tiếp theo sẽ là 4 decimet vuông 8 cm vuông, mình sẽ đổi qua decimet vuông. Như số 4 kem giữ nguyên là 4 decimet vuông. Đổi từ cm vuông qua decimet vuông, kem chia 100 như 8 phần 100. Số 4 viết lại nha. 8 phần 100 là 0,08, như là kết quả là 4,08. Tiếp theo là 85 mm vuông đổi qua cm vuông. Thì các em cũng chia cho 100, như là 85 phần 100. Như là mẫu số là 100 chuyển về số hợp phân sẽ là sau dấu phẩy có 2 chữ số và 85 đứng cuối cùng, có nghĩa là 0,85. Đúng rồi. Như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bài. Kem xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo là câu số 3, viết lớn hơn hoặc bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm thích hợp. Tờ bìa màu đỏ có diện tích là 4 decimet vuông và 5 cm vuông, còn tờ bìa màu xanh có diện tích là 4,5 decimet vuông. Như vậy là diện tích tờ bìa màu đỏ sẽ như thế nào so với diện tích tờ bìa màu xanh? Mình sẽ tính nháp chỗ này. Như mình sẽ đổi cái 4 decimet vuông 5 cm vuông này về decimet vuông nha. 4 decimet vuông 5 cm vuông, mình sẽ chuyển về decimet vuông. Mình sẽ chuyển về hộp số trước. Số 4 các em viết lại. Đổi từ cm vuông qua decimet vuông, các em chia 100 như là 5 phần 100. Decimet vuông. Số 4 viết lại nhé. 5 phần 100 là 0,05. Như vậy là 4 cộng 0,05 là 4,05 decimet vuông. Giờ mình so sánh giữa 4,05 với 4,5. Hai số này có phần nguyên giống nhau là 4. Mình so sánh hàm phần 10 ở đây là 5, đây là 0. Số 0 bé hơn, như vậy có nghĩa là số này bé hơn. Như là 4,05 decimet vuông sẽ bé hơn 4,5 decimet vuông. Như vậy có nghĩa là diện tích tờ bìa màu đỏ sẽ bé hơn diện tích tờ bìa màu xanh nha. Chỗ này các em sẽ điền dấu bé hơn. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 các em hiểu bài. Các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo là câu số 4, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây mình có 3 hình. Hình chữ nhật có diện tích là 4 cm vuông 15 mm vuông. Hình vuông có diện tích là 3,95 cm vuông. Và hình tam giác có diện tích là 4,5 cm vuông. Người ta hỏi là hình nào có diện tích lớn nhất thì mình sẽ chuyển cái này về cm vuông, sau đó kem so sánh nha. Mình sẽ tính nhé. 4 cm vuông mình sẽ chuyển về cm vuông.
giờ 4 cm vuông quẳng là số 4. Đổi từ mm vuông qua cm vuông các em chia cho 100. Nghĩa là 15 phần 100. Cm vuông. Mình sẽ chuyển về số hợp phân số 4 viết lại. Giờ mẫu số là 100 chuyển về số hợp phân sau dấu phẩy hai chữ số và số 15 đứng cuối cùng. Có nghĩa là 4,15 cm. Bây giờ mình so sánh ba số. Xem số nào lớn nhất nha. Như 3,95, 4,5 và 4,15 khi mình thấy là so sánh vào nguyên thì 3 sẽ bé hơn 4. Mình so sánh hai số này thì mình so sánh hai vạn bội, đây là 5, đây là 1. Như số 5 sẽ lớn hơn. Như vậy là 4,5 lớn hơn, có nghĩa là diện tích hình tam giác sẽ lớn hơn, lớn nhất. Như vậy câu A các em sẽ chọn đáp án A nha. Diện hình tích tam giác sẽ lớn nhất. Giờ hình nào có diện tích bé nhất thì mình thấy là so sánh ba số thì phần nguyên số này bé nhất. Như vậy có nghĩa là diện tích hình vuông sẽ bé nhất. Câu B các em sẽ chọn đáp án C nha. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng vậy thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hay chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.